Nói ghê không? Belarus 825 giọt lưới luôn ơi. Ồ đẹp quá. Nước sơn xiên. Con này mà dùng lại 4 máy ha. 100 HP. Rồi ra lại anh ơi. Máy kia. Cái máy này đảo quá anh em ơi. Ôi nôn nôn. Ôi nôn. Đã ghê không? Máy móc còn zin nha, nước sơn zin luôn anh em. Bóng luôn nè, nước sơn bóng luôn á. Quá đẹp kìa chưa? Anh em thấy không? Rồi ra lại. Bốn máy, bốn tấn máy ha. Quá lâu quá. Rồi là rút tăng hai năm. Ô hồ, khói đen, khói đen. Chở cái mọt ra sao nè. Mọt này nghe nó 3 mét mấy anh em. Wow, ghe lại, ghe lại. Ô bánh này nhiêu ta? Quá đẹp ha, nước sơn zin luôn. Bánh này chắc 30 hay 32 rồi đó. Quá đẹp. Để dòng lại nè. Dòng lại ha. Nước sơn zin nhìn đã thiệt chứ. Đây là Belarus 825 đó, động cơ Belarus 4.7 lít nha anh em. Hôm nay anh cũng chạy suốt hay sao anh, hay là mới đây? À đi cài, cài chảo mấy anh? Chảo ba hả? À phá lâm hả? Ồ cái đó có đã. Vườn cao su hả? Vườn gì anh? Láng hả? À gốc đó luôn hả? Quá khỏe dữ ta. Belarus 825 mà. Rồi vô mùa mây rồi. Chờ tiếp nè anh em ơi. Nó đẹp ha. Nôn 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 nôn. Còn mấy cần nữa. Đó, các bạn nghe tiếng máy nghe đã không? Ôi kèn rồi. Ôi 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 đã quá đã quá. Wow. Ôi đã quá các bạn ơi. Đó, chở cái mọt 3m9 ha. Dài 3m9. Đó, cao 1m6. Nghe 2m mấy nữa, chở vô tư luôn. Quá đẹp. Các bạn thấy không? Khung cảnh máy cày phía Tây Ninh ha. Quá. Này là anh Chip. Xin kính chào anh em ha. Nay đi ra đồng ha. Thì ở đây nè, gặp chiếc máy cày mới keng xà beng lên anh em ơi. Ôi ôi má màu đỏ kìa. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đó, con này là con gì nè. À Belarus anh em ơi. Không biết là dòng 800 hay là 900 hay là 825 ha. Đó, anh em xem nè, máy cày mới luôn ha. Con này là cục nước sơn zin luôn á, đỏ chét luôn nè. 4 máy, máy móc khô ráo.
máy nước sinh viên nhìn đã ha, cũ đời của nó ha, của thằng Quynh đây. Trời ơi cái máy này các bạn, mới can xà beng luôn, không có miếng nhớt luôn, không nhận. Nghe anh chủ nó mua một năm mấy rồi đó, Belarus 825 ha, mới can xà beng quá dữ thật. Các bạn thấy không? Quá dữ anh em ơi. Có bánh biết này nọ. Bánh cái. Bánh cái. 18430 hả ta? Ôi, má ơi, cái vỏ xe này của Belarus luôn, chứ không phải ở đây nữa. Nó đúng là zin luôn. Không. Ồ, cái này bánh zin của nó luôn các bạn ơi. Cái này 18430 anh. Đấy, vỏ xe Belarus luôn ha. Hiếm thấy. Thấy gì cái gì Nguyễn Đỉnh rồi cái gì Otani không à. Rồi cái vỏ xe này của Belarus luôn các bạn. Hiếm thấy ha. Hiền chi. Quá dữ thiệt. Belsina. Đó, các bạn thấy không? Nó để à. Belsina make in Belarus. Ôi trời. Má dữ quá ta. Ủa vậy cái lúc mua là nó y chang vậy luôn anh. Chứ không phải như người ta mà về thay vỏ khác phải không? Nhưng mà vỏ của hãng Belarus. À, vỏ này nó im hơn so với đây ha. Ừ, đồ zin của nó mà. Trời ơi các bạn coi nè. Nó nói là made in Belarus luôn ha. Cái này mới thấy lần đầu. Ở trong cái lốc trắng. Trong cái mâm chứ, trắng đẹp quá trình đẹp. Còn cái bánh trước cũng của Belarus luôn các bạn, 11220 ha. Đây nè, 11220 phi 35 đó, các bạn thấy không, rất là đẹp luôn. Ồ, Belarus 825 đó, cái củ đời này như là củ Hyundai các bạn, đợi cho nó nhẹ. Ồ, đã quá ta. Quá đẹp rồi ha. Vàng ở trên. Đẹp quá. Đẹp quá đẹp hả các bạn. Nhìn mấy cài nó mê thật chứ. Cài thấy mê ha. Máy lên nè. Lên. Giọt lên ơi. Về lại ha. Đó, các bạn xem nè, con này 4 máy ha, 100 HP. Rồi ghé lại anh ơi. Máy kia. Cái máy này đảo quá anh em ạ. Ôi nôn. Đã ghê không. Máy móc còn zin nha, nước sơn zin luôn anh em. Bóng luôn nè, nước sơn bóng luôn á. Quá đẹp thiệt chưa, anh em thấy không? Rồi ghé lại. Wow, đúng quá anh ơi, đúng quá anh ơi. Quá dữ ha. Ồ, đẹp quá. Quá đẹp. Wow, to kìa. Đây là 4 máy, 4 tấm máy ha. Quá lớn, quá lớn. Bơi là rút tăng 2 năm. Khối đen. Và chở cái mọt ra sao nè. Mọt này nghe nó 3 mét mấy anh em. Wow, ghê lại. Cái bánh này nhiêu ta. Quá đẹp ha.
cùng luôn. Bánh này chắc 30 hay 32 rồi đó. Quá đẹp. Rồi dòng lại nè. Dòng lại ha. Ôi, má ơi, nước sơn zin nhìn đã thiệt chứ. Đây là Belarus 825, động cơ Belarus 4.7 lít nha anh em. Quá đẹp, quá đẹp. Bữa nào dính lại nhớ điện nha. Nhớ điện sớm sớm nha, nhà tôi xa lắm, chạy đến đây được. Đúng rồi, đúng, anh hiểu ý. Ở trên trước các bạn. Tạ ha. Nó có bên đây 4 cục, bên kia 4 là 8 cục. 8 cục tạ luôn. Ồ, đèn này nó zin của nó nhìn đã quá. Nhìn thấy không? Còn này là 2 cầu ha, 2 giò. Hai giò các bạn. Tao buông tay tao chống nặng rồi, nó phải chỉ xanh rồi. Đẹp quá ha. 18 4 30. Nhịp tới thôi. Để cho mình lên nè. Lên 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 lên. Nhuộn 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 nhuộn. Các bạn ấy mạnh mẽ ghê không? Cầu đẩy á. Quá khỏe thiệt. Đã ghê chứ, cái bánh xe của Belarus luôn. Quá đẹp các bạn. Kỳ luôn. Lần đầu mới thấy. Nước sơn zin. Nước sơn zin nhìn lúc nào nó cũng sướng hơn. So với những cái màu nước sơn sơn là hết các bạn. Bữa mình quay 9-20 á. Mình tưởng nước sơn zin. Nhìn mới khen ai về sơn lại. Nhưng mà cái con này là sơn zin luôn nè. Cái mầm trắng. Vậy zin của nó là cái mầm trắng ha. Đó, các bạn thấy không? Mầm cảnh máy cày. Cái tình hình. Đó, các bạn thấy không? Mấy bữa không có đầy hả? À. Nó giờ mở cửa ra đi đóng lại nè. Xe của mình nó không có trượt xuống. Còn hai đường nữa. Các bạn thấy không? Biết cần mẫu dọc đâu không? Xuống đây nè. Tao làm không mày làm đỡ rồi. Đóng lại cho nó không có tột ha. Đâu à? Đất dưới. Có đá nữa. Chậm không chậm, đúng không Lộc? Bây giờ kêu chạy nữa hả? Định nói tao la, nó chạy chết bà. Đây là rút. Đóng cho mình ha. Quá đẹp. Cầu tiếp các bạn. Đẹp quá ha. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha.